Giới thiệu với các bác về cái dòng máy 70, máy sới đất và đánh luống nhé. Về cái dòng này nó có rất nhiều cái cải tiến về cái động cơ này, cả về tất cả những cái như cái tay côn này này, đây là nó cải tiến rất nhiều đấy. Như mình bóp côn vào thì cái này nó sẽ thu vào, và cái bên trong cái bộ côn nó sẽ banh ra để mà ép cái bánh răng vào là nó chạy chạy cực kỳ khỏe luôn. Cái dòng máy này là dòng cải tiến này. Hai nữa là vì cái điểm đặc biệt nữa là nó có cái tay ga này này, mình có thể điều chỉnh cái tốc độ, ga nhanh thì nó sẽ chạy nhanh mà ga chậm nó sẽ chạy chậm, như cái dòng cũ thì là nó không có về cái tay ga này. Ngoài ra về thêm cái phần bộ hộp chế hòa khí và cái cổ hút gió này, nó thiết kế cũng rất là ổn định luôn, rất là mới. Nó ở phần cái chế hòa khí này, như bình thường máy nó khó nổ ấy, thì mình có thể là nhấn bơm cái này, bơm khí vào một chút để cho lấy tốc độ và mình bắt đầu giật nổ thì nó rất là dễ nổ luôn. Ngoài ra thì cái bộ lốp này là tất cả đều là lốp không xăm nha. Cái dòng máy 70 này thì bên công ty em vẫn chưa làm cái bộ lốp đặt được vì cái kích thước của nó chưa đạt tiêu chuẩn. Nên là làm cái lốp đặt nguyên khối kia thì nó sẽ rất là nhỏ mà trông nó không được chắc chắn. Đấy. Như cái dòng này thì chạy cái lốp này rất là tiện luôn.